Vừa rồi chúng ta đã trao đổi một số lệnh ngầm trong menu email adjustment, bao gồm là Branded Contrast này, Level này, Curve này, Hue Saturation, Color Balance, Black and White, Inverse, Desaturate, Replace Color và Selective Color. Đấy là một số các cái lệnh cơ bản giúp cho chúng ta có thể là hiệu chỉnh về tương phản, sáng tối cũng như là hiệu chỉnh màu sắc của các bức ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thêm một vài cái lệnh nữa mà cũng có thể được sử dụng nhiều ở trong quá trình mà hiệu chỉnh màu. Ví dụ như chúng ta có một cái lệnh nữa là lệnh Photo Filter. Với cái lệnh Photo Filter này thì chúng ta có thể là hiệu chỉnh màu sắc cho một bức ảnh bằng cách là gần như là chúng ta phủ lên, nhuộm lên trên bức ảnh một cái tông màu nào đó. Chúng ta sẽ có hai cái cách xử lý. Một là sử dụng filter. Nếu mà chúng ta sử dụng cái chế độ này thì sổ danh sách này ra, chúng ta sẽ có một số các cái tông mẫu mà được cung cấp. Đấy, các bạn hãy chọn cho tôi một cái tông nào đó. Sau đó thì các bạn sẽ làm việc tiếp với cái con trượt density, kéo cái con trượt này về phía bên phải để chúng ta tăng cái mật độ phủ của cái lớp màu mà vừa được chỉ định lên phía trên. Thì bằng cách như thế này thì chúng ta sẽ phủ một cái lớp màu lên trên cái bức hình và làm cho toàn bộ bức hình của chúng ta nó sẽ ngả sang một cái tông mà do chúng ta lựa chọn. Hoặc nếu mà chúng ta chọn chế độ color thì nó sẽ không cung cấp cho chúng ta một số các preset, một số các lệnh cho sẵn, mà nó cho chúng ta một cái ô color picker để mà chúng ta có thể là lựa chọn chỉ định một cái màu nào đó. Sau khi mà chúng ta lựa chọn màu, nhấp OK, chọn được màu rồi thì cũng làm cái thao tác như vừa rồi, có nghĩa là điều khiển cái con trượt density này để chúng ta quyết định là cái mật độ cái màu phủ lên trên bức ảnh nó dày hay mỏng, nhiều hay ít, và thông qua đó nó làm cho cái bức hình của chúng ta nó ngả sang cái tông mà chúng ta mong muốn. Đấy, cứ hình dung là đấy là một cái cách phủ màu lên trên. Đấy, và chỉ định màu như thế nào, mật độ phủ dày hay mỏng ra sao thì nó sẽ làm cho cái bức hình của chúng ta nó sẽ ngả sang tông đó. Cái này thì nó hơi khác so với lại cái lệnh Hue Saturation với cái chế độ Colorize nhá, hoặc là Black and White với chế độ Tan thì và nó vẫn khác đấy. Mặc dù cái bức hình của chúng ta nó ngả sang một tông nào đó, nhưng các bạn thấy là trong này nó vẫn giữ những cái màu gốc. Đấy, đỏ thì vẫn thấy là đỏ, vàng vẫn thấy là vàng, xanh vẫn thấy là xanh. Chỉ có điều là trên toàn bộ cái bức hình này nó được phủ nhẹ một cái lớp màu khác, nó làm cho những cái kia nó có cái tính chất ngả sang xanh thôi, chứ nó không mất đi hoàn toàn những cái khu vực màu gốc. Đấy, nếu mà so sánh thì chúng ta sẽ nhìn lệnh Hue Saturation chẳng hạn. Đó. Nếu tôi đánh dấu là Colorize thì cái khu vực này nó sẽ không còn sắc đỏ gốc nữa này. Những cái chỗ khác nó không còn sắc vàng ở trên áo hoặc trên cái nhãn này. Mặc dù tôi có thể là làm cho nó rực lên hay là nó giảm đi. Đấy. Thế nhưng mà nó sẽ chỉ là một tông. Các điểm màu gốc ở đây là mất. Nhưng mà cái thao tác mà chúng ta vừa làm với cái lệnh Adjustment Photo Filter thì rõ ràng là tôi có thể là nhuộm một cái màu, nhuộm một cái sắc lên trên nhưng nó không làm mất đi cái những cái điểm màu gốc bên dưới. Đấy, nó chỉ làm cho tất cả đều bị ngả thêm theo một chất màu mà chúng ta chỉ định thôi. Thì đấy là cái điểm khác biệt giữa cái Photo Filter với lại lệnh Hue Saturation hoặc là Black and White với chế độ tan. Thì đấy là một lệnh nữa giúp cho chúng ta có thể biến đổi tông màu với cái tùy chọn là Photo Filter. Hoặc một lệnh nữa cũng gần tương tự như thế, đó là lệnh Gradient Map. Lệnh Gradient Map này thì nó sẽ phủ, nó sẽ đưa màu vào trong cái bức hình này của chúng ta với cái cách thức là nó đưa những cái màu chuyển. Các bạn có thể bấm vào cái màu mẫu này, sau đó thì chọn lấy cho tôi một cái kiểu tô chuyển, và bằng cách chọn cái kiểu tô chuyển này thì nó sẽ đưa những cái màu tô chuyển vào thay thế cho màu gốc ở bức hình. Màu tô chuyển của chúng ta gồm bao nhiêu màu, tông gì,
thì nó sẽ được đưa rất là cụ thể vào đây. Đấy. Và một số các cái tính chất chúng ta cũng có thể tìm hiểu, chúng ta cũng có thể thấy thêm là tương ứng với những cái gì mà gần đấy, hoặc là xa, hoặc là sáng hay là tối, thì chúng ta sẽ thấy là những cái màu mà thuộc về sáng thì bao giờ nó cũng sẽ cho chúng ta thay thế bằng những cái màu nóng đấy. Những cái màu mà tối và xa thì sẽ là thuộc về màu đông lạnh đấy. Còn những cái màu mà sáng gần thì nó hay chọn lựa cho chúng ta là những cái màu mà thuộc về đông nóng mà thay thế. Cái này thì cực kỳ là đa dạng, các bạn chọn cái kiểu màu tô chuyển nào thì nó sẽ phủ, nó sẽ thay thế cái màu mới đó bạn, ở trong cái bức hình của chúng ta. Và tất nhiên là các bạn cũng có thể là đa dạng bằng cách là cho những cái màu này chúng ta gia giảm thêm những cái opacity thì nó cũng can thiệp ít nhiều vào cái tông màu này của chúng ta. Đấy, cách như thế này cũng là một cách nhuộm màu làm thay đổi tông. Cái này thì các bạn để ý là nó sẽ thay thế hoàn toàn màu gốc nhé, thay thế hoàn toàn màu gốc bằng màu ở trong cái chuỗi màu tô chuyển đấy. Chỉ có điều là nó thay bằng màu như thế nào thì còn phụ thuộc vào các khu vực, chỗ nào sáng, chỗ nào tối, chỗ nào đậm, chỗ nào nhạt, chỗ nào gần, chỗ nào xa, thì tương ứng nó sẽ thay thế bằng các màu có tính chất là màu nóng hay màu lạnh, màu sáng hay màu tối ở trong cái chuỗi màu gradient map mà chúng ta ép vào trong cái bức ảnh này. Thế đấy là cái lệnh tiếp theo mà chúng ta vừa làm quen là lệnh gradient map. Tiếp nữa thì chúng ta có một số lệnh tương đối đặc biệt một chút, đó là hai cái lệnh posterize và lệnh threshold. Với lệnh posterize, với lệnh posterize thì nó sẽ giúp chúng ta làm gì? Posterize thì nó sẽ giúp chúng ta là tăng hay giảm các cái bước chuyển, trung chuyển của màu để tạo ra một cái dạng bức ảnh mà nó đơn giản, nó giống như là những cái tranh cổ động mà chúng ta vẫn thấy ở ngoài đường. Đấy. Đây, có lẽ là chúng ta sẽ nên tìm một cái hình khác nó cũng đơn giản hơn một tí. À, ví dụ một bức hình như thế này, hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy là mọi thứ nó rất là mịn màng đúng không, các bước chuyển màu nó rất là mịn màng để nó thể hiện cái bức ảnh này. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng lệnh posterize thì bắt đầu là chúng ta sẽ thấy là tôi kéo con trượt này về phía bên trái thì bắt đầu là những cái bước chuyển màu nó sẽ giảm bớt đi đến một mức độ nào đó, thì chúng ta bắt đầu thấy là những cái khu vực, những cái mảng màu nó trở nên rõ ràng hơn. Đấy. Nó trở nên rõ ràng hơn, nó trở nên là phân cách nhau ra một cách cụ thể hơn chứ không phải là một cái sự mịn màng như trước nữa. Và bằng cách như thế này, khi mà chúng ta giảm bớt các cái bước các cái level này đi thì màu sắc nó trở thành cái tính chất mảng miếng phẳng đơn giản, giống như là những cái tranh cổ động mà chúng ta vẫn thấy ở ngoài đường ấy. Đấy, thay vì là vờn thật là mềm, thật là trơn tru thì các cái bức tranh cổ động nó chia mảng miếng rất là mạnh, nó tạo ra một cái gì đó nó có hình khối mạnh mẽ. Đấy thì cái posterize này nó giúp cho chúng ta là
lược bớt những cái bước chuyển giữa các màu đi. Đấy, để cho nó trở thành những mảng miếng lớn hơn, rõ ràng hơn. Thì đây là cái cách để mà chúng ta có thể có được những cái bức hình mà nó sẽ có tính chất mảng miếng mạnh hơn. Đấy. Thế còn ngược lại là còn một cái nữa, trường hợp này thì nó không có màu. Đấy, trường hợp này không có màu, chúng ta sẽ có một cái con trượt để điều chỉnh có hai giá trị thôi, sáng và tối. Đấy, nếu mà tôi kéo sang trái là tôi tăng cường sáng và giảm bớt tối, và ngược lại nếu tôi kéo sang phía bên phải là tôi tăng cường tối, và thông qua đó thì cũng là tăng thêm các cái giá trị chi tiết. Thế thì cái này nó là biến đổi từ một cái dạng là một cái bức ảnh thông thường với đầy đủ màu sắc các chi tiết, thì bây giờ nó chuyển sang thành một cái dạng ảnh là đen trắng, chỉ có đen trắng với độ tương phản rất là cao. Đấy, và bằng cách kéo con trượt này thì chúng ta sẽ gia giảm độ sáng tối, gia giảm độ chi tiết ở trong bức hình. Cái này thì dùng ở trong các trường hợp là chúng ta tìm những cái ý, ví dụ như là làm một cái tranh nhà dạng tranh khắc gỗ chẳng hạn, hay là tìm một cái hướng để thể hiện một cái dạng như là ảnh minh họa, tranh minh họa, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này thì rất là tốt để mà có thể tìm tòi thử xem các mảng miếng sáng tối ở trong cái bức ảnh này nên diễn giải như thế nào. Chúng ta còn có một cái lệnh nữa là lệnh Equalize. Equalize thì nó sẽ giúp chúng ta là cân chỉnh độ sáng, độ tương phản cho cái bức hình. Nhưng mà nó có nhiều cái cách mà thể hiện khác nhau. Với cái Equalize này mà chúng ta bấm chuột luôn như thế này thì nó sẽ tính toán các cái giá trị màu sắc vốn có ở trong bức hình, và sau đó thì dựa trên các thông số mà nó tính toán được, nó sẽ tự động căn chỉnh lại cho chúng ta để tạo ra một cái tổng thể làm sao cho nó rõ ràng, làm sao cho nó tương phản tốt, đủ đậm, đủ nhạt. Tuy nhiên đây là một cái quá trình mà chúng ta không can thiệp được, mà dựa hoàn toàn vào cái sự đánh giá và phân tích của Photoshop trên thực tế để mà nó đưa ra cái kết quả. Tuy nhiên chúng ta cũng có một cái cách làm khác. Nếu như mà trong bức hình của chúng ta có một cái vùng chọn thì cái lệnh Equalize này nó lại có hai cái lựa chọn cơ. Đó là phần option này chúng ta có hai tùy chọn. Một là Equalize Selected Only. Trường hợp này thì nó sẽ chỉ đo tính nhạt màu sắc ở trong khu vực hình chọn mà chúng ta đang có, sau đó nhấp OK thì nó sẽ tự động tính toán và nó căn chỉnh lại độ đậm nhạt màu sắc cho khu vực này và chỉ ở trong khu vực lựa chọn này thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng lựa chọn thứ hai, đó là Equalize Entry Image Based on Selected A, trường hợp này thì nó sẽ tính toán tương phản màu sắc các cái giá trị ở trong cái khu vực này để làm chuẩn, sau đó nó lấy cái cách thức hiệu chỉnh mà nó tính toán được ở trong cái khu vực hình chọn này, nó áp dụng rộng ra cho toàn bộ bức hình, thì lúc này chúng ta sẽ lại có một cái giá trị khác, một cách thể hiện khác. Cái này là một cái phương pháp hiệu chỉnh căn chỉnh tương đối là khó dùng. Đấy, tại vì là chúng ta cũng không biết là nó tính toán trên cơ sở như thế nào để đưa ra cái kết quả. Đấy, hoàn toàn cái này là một cái cách mà tính toán ngầm ở bên trong, nó cũng không khác gì mấy so với lại cái lệnh là auto tone, auto contrast, auto color ở đây. Đấy, nhưng mà chúng ta có can thiệp được ở góc độ là như thế, hiệu chỉnh trong một vùng chọn
hay là ngoài vùng chọn đấy, rồi thì lấy giá trị tính toán ở trong một vùng chọn để áp dụng cho toàn bộ bức hình. Thì đấy là cái điểm nó khác biệt một chút so với lại mấy cái tùy chọn auto này. Đây bây giờ chúng ta xem thử cái auto này thì nó ra cái gì nhá. Đây auto tông này, auto contrast này, hay là auto color, tất cả mọi thứ đều ngấm ngầm tính toán, nó hiệu chỉnh ít nhiều sau khi mà nó cân đong đo đếm. Chúng ta cũng không can thiệp được vào cái gì ở trong quá trình này cả, mọi chuyện đều là do Photoshop nó tự động cân chỉnh, tự động cân đong đo đếm để đưa ra kết quả cuối cùng cho chúng ta thôi. Thế thì cái việc mà không can thiệp được nó sẽ tương đối là bó chân bó tay cho chúng ta khi mà chúng ta muốn làm một cái gì đó, cái ý tưởng của chúng ta hay là cái ý đồ của chúng ta nó sẽ không được thể hiện rõ ràng lắm ở trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng các loại auto như thế này. Tuy nhiên cái cách làm vừa rồi với lại cái tùy chọn là Equalize này thì chúng ta cũng có thể là can thiệp được vào, dù ít dù nhiều nó sẽ có sự chủ động lớn hơn so với cái lệnh mà auto vừa nãy mà chúng ta vừa mới nói. Ok, để mọi người lại thử nghiệm tiếp một chút mấy cái lệnh đó xem.